Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 21. Vốn cho rằng khổ luyện 3 đến 5 năm thì có thể trở thành cao thủ tuyệt thế, sau đó báo thù rửa hận, còn khiến cho nữ thần ngày xưa nhìn với con mắt khác. Kết quả. Cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi, Trạch Vũ đại ca, tôi thật sự không muốn chết. Lúc này Tần Hạo Nhiên có thể nói là hận Tư Đồ Tiếu thấu xương. Nếu như lúc trước không phải tên chó này vẽ bánh nướng tròn như vậy, hắn ta chắc chắn lựa chọn mang theo lượng lớn của cải chạy trốn ra nước ngoài. Mặc dù không thể so với cuộc sống đại thiếu gia nhà giàu Hoàng Thành, nhưng ít ra không sống mơ màng và không lo áo cơm. Cũng không đến nỗi lưu lạc tới tình trạng hôm nay. Muốn sống à, Lý Trạch Vũ cười ẩn ý. Tần Hạo Nhiên mạnh mẽ gật đầu như gà con mổ thóc, muốn sống, tôi không muốn chết, tôi còn mấy ngàn vạn tài sản, chỉ cần anh không giết tôi có thể tặng hết cho anh. Mấy ngàn vạn, cho ăn mày à, Lý Trạch Vũ hừ một tiếng. Không muốn tốn thời gian cho tên vai phụ đáng chết này, hãn đạp gãy cổ phối phương trong một cước. Tần Hạo Nhiên đáng thương đến chết cũng chưa từng nhắm mắt. Ánh mắt cung nghê thường cách đó không xa nhìn về phía Lý Trạch Vũ đầy phức tạp. Cô ấy thấy Lý Trạch Vũ có đôi khi cười đùa tí từng, dáng vẻ rất dễ thân cận, nhưng có đôi khi lại lạnh lẽo giống như cỗ máy giết chóc, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Tên này, rốt cuộc là người thế nào? Nghĩ gì thế, đi thôi, Lý Trạch Vũ thúc giục. Được, đến đây, cung nghê thường lấy lại tinh thần, nhanh chóng đuổi theo. Hai người truy đuổi trên đường thê, hai tiếng, lúc trời sắp tối đen, sau vài khúc quanh co họ đã đến một hồ nước tự nhiên. Nước hồ rất trong veo, xung quanh là một biển hoa đủ mọi sắc màu. Nắng ló sông đây, hồng hoa vượt lửa, xuân về sóng nước, biếc sắc xanh bầy. Cảnh sắc nơi này không hề thua Giang Nam, cung nghê thường chạy tới trước hồ nước rửa mặt, say mê ngắm nhìn. Lý Trạch Vũ nhìn quanh, đường kẻ bị nứt ở đây, nói cách khác Mạc Trung Đường và Tiêu Cửu Minh cách nơi này không xa. Này, bỗng nhiên cung nghê thương gọi một tiếng. Lý Trạch Vũ quay đầu nhìn lại, sao vậy? Có thể giúp tôi chụp tấm hình không? Cung nghê thường lấy điện thoại mình ra, vẻ mặt chờ mong hỏi. Lý Đại Đương ra không phải người hẹp hòi, sảng khoái chụp giúp đối phương 5 tấm. Tới chụp chung không? Cung nghê thường đề nghị. Lý Trạch Vũ không nóng không lạnh hỏi, làm gì? Muốn lôi kéo làm quen à? Nói thẳng, hắn thật sự không có thiện cảm gì với người phụ nữ này, cho dù dáng vẻ đối phương chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Anh đừng chống đối vậy được không? Cung nghê thường trợn mắt. Từ nhỏ đã không ít người theo đuổi cô ta, hiếm khi chủ động với một người đàn ông nhưng hình như bị ghét bỏ rồi, không khỏi đả kích lòng tự trọng của cô ấy. Tách tách tách. Chụp liên tiếp 3 tấm xong. Cung nghê thường cầm điện thoại không ngừng lật xem. Xem xong khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong. Xoạch, Lý Trạch Vũ vừa lấy thuốc lá vừa nhóm lửa. Cậu Lý, giọng nói quen thuộc truyền đến. Cách đó không xa, hai bóng người bay tới, chính là hai người Mạc Trung Đường và Tiêu Cửu Minh. Thằng nhóc cậu tới lúc nào? Mạc Trung Đường hỏi một cách bất ngờ. Lý Trạch Vũ nhún vai, vừa tới không lâu, sao các ông lại tới đây? Nơi này là núi Phượng Hoàng. Mạc Trung Đường nhàn nhạt đáp lại. Núi Phượng Hoàng. Bỗng nhiên Lý Trạch Vũ cảm thấy có hơi quen, cẩn thận nhớ lại một phen mới nhớ ra Hách Liên vô tình từng nói núi Phượng Hoàng cảnh nội quy khư có thuốc trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão, ha ha. Không biết có thuốc kim thương bất ngã không? Đợi đã, trường sinh, hoa trường sinh. Lý Trạch Vũ suy nghĩ muôn vàn bỗng nhiên liên tưởng tới một loại khả năng nào đó. Ông Mạc muốn đến tìm huyết linh chi, đáng tiếc tìm hơn nửa tháng cũng không tìm được. Có điều cũng không phải không có thu hoạch. Hà thủ ô trăm năm ở bên ngoài rất khó tìm được đã bị tôi tìm được một cây, còn có một gốc tuyết liên, dược liệu tẩy tủy gân cốt xem đã tìm đủ. Tiêu Cửu Minh khá hài lòng. Lý Trạch Vũ ngắt lời, chuyện tôi dặn dò các người chưa xử lý à? Yên tâm đi, Tiêu Cửu Minh cười khan, mặc dù ông Mạc rời đi mấy chục năm, nhưng vẫn còn vài người bạn cũ ở đây, chúng tôi mới đến đây được mấy ngày đã hiểu rõ tình hình bên trong quy khư rồi. Bỏ qua 4 gia tộc hàng đầu, còn khoảng chục gia tộc khác có thực lực không thể coi thường. Ngoài ra cảnh nội quy khư thực sự tập trung nhiều cao thủ. Trong đó, 4 gia tộc hàng đầu thì không cần phải nói, có thể duy trì được. Thế lực hàng nghìn năm ở nơi này, sức mạnh tự nhiên là đỉnh cao so với các gia tộc khác. Trong 4 gia tộc này, ngoài vị gia chủ mới là đệ ngũ nam vừa bước vào. Cảnh giới thiên nhân, 3 vị còn lại đã trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân. Từ vài chục năm trước,
Các thế gia còn lại cũng có cường giả cảnh giới thiên nhân, tổng cộng ước tính không dưới 10 người. Cao thủ tông sư nhiều như chó, cao thủ võ thánh ở khắp nơi, câu nói này thực sự không hề phóng đại. Theo những gì Mạc Trung Đường và Tiêu Cửu Minh đã tìm hiểu, cường giả cảnh giới võ thánh có lẽ hơn 50 người, còn cường giả cảnh giới tông sư. Không dưới 100 người. Nói cách khác, thực lực mạnh nhất chính là gia chủ 4 gia tộc lớn. Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi. Mạc Trung Đường khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, mỗi nhà Tư Mã và Hách Liên đều có một lão tổ, bọn họ mới kinh khủng nhất. Ngôn Tình Sủng. Còn lão tổ à? Lý Trạch Vũ trầm giọng hỏi, tuổi gia chủ 4 gia tộc kia có lẽ hơn 100 tuổi hết nhỉ, lão tổ bọn họ không phải tuổi càng lớn à? Có lẽ tuổi cỡ này. Mạc Trung Đường dựng thẳng hai ngón tay lên, trước khi tôi rời khỏi Quy Khư, hai người đó đã không còn hỏi thế sự nữa, cũng không lộ diện trước mặt người khác. Bây giờ đã qua một giáp, tôi cho rằng chắc hẳn bọn họ không còn ở nhân thế, không ngờ vậy mà còn sống. 200 tuổi. Cho dù Lý Đại Đương gia từng gặp sóng to gió lớn cũng không nhịn được bị chấn động. Cho tới nay, người thọ nhất kỷ lục Guinness chỉ có 122 tuổi, giờ phút này. Nghe có người sống hơn 200 tuổi, ai có thể không kinh ngạc. Nếu như trên đời này thật sự có người có thể đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết, e rằng chỉ có hai người kia. Trên cảnh giới thiên nhân là cảnh giới tiên thiên, cũng có người gọi là cảnh giới siêu thiên. Đơn giản mà nói là vượt qua người phàm, Lý Trạch Vũ không có khái niệm gì với cảnh giới võ đạo, chỉ có thể phát hiện được sau khi ngự long thần công của mình luyện thành thì hình như có một khoảng cách lớn ngăn cản bước chân tiến xa hơn của mình. Nếu như có thể bước qua bước này, chắc hẳn thực lực của hắn có thể tăng cao lần nữa. Lúc ấy tôi có nói với cậu rồi, người trong Quy Khư thật sự không dễ chọc, sao? Bây giờ có thay đổi ý kiến chưa? Mạc Trung Đường trêu ghẹo và hỏi thăm. Lý Trạch Vũ sờ mũi, giọng điệu bình tĩnh nói, có gây phiền phức hay không thì ít nhất phải thử gây phiền phức xem sao. Hắn không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nhà họ Đệ Ngũ lại nhiều lần trêu chọc hắn, nếu không báo thù này, vậy hắn cũng không phải Lý Trạch Vũ. Tự cậu suy nghĩ kỹ càng là được, mắt thấy không khuyên nổi, Mạc Trung Đường cũng không tốn miệng lưỡi nữa. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu một cách ẩn ý và sâu xa. Quy Khư đã loạn, hắn chuẩn bị đục nước bèo cò xem tình hình. Dù sao cho dù thiên hạ này có người không đánh lại, nếu hắn một lòng muốn thoát thân thì chắc chắn không ai ngăn được. Hơn nữa thực sự không được thì hắn có thể ra ngoài điều một đám vũ khí nóng tới. Lý Đại Đương gia cho tới giờ cũng không có để thứ như võ đức trong lòng. Giây phút khi mặt trời dần lặn xuống, cũng là thời gian thuộc về tộc bất tử bắt đầu. Vù, vù vù, chim bay dập dìu trên trời cao, giống như báo hiệu sắp có một trận phong ba bão tố. Cusson vừa tỉnh dậy đã hỏi, McKittrick còn chưa đến hả? Luckerson lắc đầu nói, thân vương McKittrick có lẽ là cũng cần được ngủ, dự là giờ đang trên đường đến đây. Nghe vậy, cảm giác bất an trong lòng Cusson càng thêm mãnh liệt. Chắc McKittrick không xảy ra chuyện gì đó chứ? Huyết Hoàng, khi nào chúng ta xuất phát? Huyết Hoàng! Tôi đã đợi không nổi nữa rồi. Toàn thể người dân tộc bất tử đều nôn nóng, bởi vì đã rất lâu rồi bọn họ chưa được uống máu tươi. Cusson giơ tay vẫy, xuất phát. Sau khi ra lệnh xuất phát, ông ta dẫn đầu rời khỏi hang động, theo sau là toàn bộ tộc bất tử. Cái tên gì đó, còn không nhanh lên, lề mờ uề cái gì vậy? Một tên bá tước hét vào mặt Cung Vô Địch. Nếu đổi lại là trước đây, đương nhiên Cung Vô Địch sẽ tát chết đối phương luôn. Nhưng hiện giờ ông ta ăn nhờ ở đậu, chỉ dám giận không dám chửi, dù gì ông ta là người sau này mới trở thành người của tộc bất tử, địa vị trong tộc thấp kém. Không được vô lễ. Cusson lập tức gắt gỏng nói. Vị bá tước kia liền im miệng, ngượng ngùng đi qua một bên. Vô Địch là người của chúng ta, mọi người không được bài xích ông ta. Cusson công khai chống lưng cho Cung Vô Địch. Cung Vô Địch chợt cảm thấy có chút xúc động. Cusson nhìn sắc mặt ông ta có sự thay đổi lớn, bèn cảm thấy rất hài lòng về thuật trị người của mình. Sở dĩ ông ta đặc biệt chiếu cố Cung Vô Địch không phải vì Cusson có lòng dạ lương thiện, mà bởi vì tìm kiếm Hoa Trương Sinh còn cần đến đối phương mà. Thôi, thời gian trôi nhanh, sau nửa tiếng, một nhóm người tộc bất tử lang thang qua nhiều khu vực mà vẫn không gặp được một người nào. Huyết Hoàng, ở đây sao không có ai vậy? Huyết Hoàng, đám loài người đó đi đâu rồi? Huyết Hoàng, không tìm thấy loài người. Từng bá tước la hét lên. Im miệng. Cusson quát một tiếng chói tai.
các ngươi không biết chắc bổn hoàng biết chắc, thật là một đám phế vật. Huyết hoàng, tôi đoán có thể là đám loài người đó trốn rồi. Luckerson nói ra suy đoán của mình. Cousin suy nghĩ rồi gật đầu, nói, khả năng cao là vậy rồi, bảo mọi người tản ra tìm đi, chỉ cần tìm thấy tung tích của loài người, lập tức nổ súng phát tín hiệu thông báo cho mọi người. Vâng, vâng. Hơn 100 người tộc bất tử tản ra nhiều đường, bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm khu vực quy khư. Cũng cùng lúc này, tại gia tộc Tư Mã, toàn bộ người của khu vực quy khư đều tập trung ở đây, ngôi nhà cổ có diện tích hàng nghìn mét vuông đã chật cứng. Lệnh cho tất cả mọi người giữ vững tinh thần, có thể mấy con quái vật đó đã hành động rồi. Hách Liên chỉ dặn cấp dưới đi nói với mọi người, Tư Mã Thừa Phong ở bên cạnh mở miệng nói, tôi đề nghị để lại một số người bảo vệ phụ nữ, người già và trẻ con, còn những người khác thì chủ động đi. Tìm mấy con quái vật đó. Thượng quan Vân đồng ý nói, đồng ý, chúng ta không thể ngồi đây chờ. Chết, Hách Liên Trì và Đệ Ngũ Nam lần lượt tỏ thái độ đồng ý. Không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Tư Mã Thừa Phong vẫy tay, rất có khí chất của lãnh đạo. Rất nhanh, tất cả thế gia đã hề tụ lại đây không dưới 500 người, trong đó có thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới đại thừa. Một quân đội như vậy nếu như ở thế giới bên ngoài, có thể san bằng cả võ lâm rồi. Mấy con quái vật đó coi máu người là thức ăn, lần hành động này của chúng ta chính là thay trời hành đạo. Chỉ là mọi người nhất định phải cẩn thận. Người đứng đầu của tứ đại thế gia mỗi người dẫn một nhóm người tản ra hành động. Diện tích của quy khư không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm km vuông thôi. Rất nhanh, một chỉ đội của tộc bất tử và đội do Thượng quan Vân dẫn đầu đã chạm mặt nhau. Loài người, cuối cùng cũng tìm thấy loài người rồi, hú. Ối. Người tộc bất tử không hề do dự, lần lượt tiến vào trạng thái cường hóa. Tuy dáng vẻ của bọn họ khiến nhóm của Thượng quan Vân bất chợt run rẩy, nhưng bọn họ không hề lùi bước. Quái vật, hãy chịu một kiếm của ông Tống đây. Hôm nay ông đây nhất định phải báo thù cho lỗ nhị ca. Người ngựa đôi bên đôi đều mắt rực đỏ lao vào nhau như kẻ thù. Thượng quan Vân triển khai khí thế thiên nhân cảnh, một kiếm vung xuống đã chém chết không ít người tộc bất tử. Lập tức có không ít bá tước liên thủ lại công kích ông ta. Muốn chết, Thượng quan Vân hừng hực khí thế hung hăng vung đao. Tuy thực lực của mấy tên bá tước đó không tầm thường, nhưng mà khi tiếp chiêu này cũng không khá khẩm hơn là bao, ngược lại còn bị bên ông ta áp đảo đánh túi bụi. Nếu như không phải bởi vì có cơ thể cường tráng thì chắc đã đỡ không nổi rồi, nhưng chung quy vẫn có hai tên bá tước chết dưới kiếm của Thượng quan Vân. Tướng mãnh lính dũng cảm. Thượng quan Vân chiếm được thế thượng phong. Nhóm đệ tử thế gia do ông A dẫn đầu nổi lên khí thế hùng hổ, chỉ trong nháy mắt người của tộc bất tử đã tử thương nghiêm trọng. C. Rút nhanh. Người tộc bất tử không bị ngu, cảm thấy bên mình không phải đối thủ của bên đối phương thì lập tức quyết định bỏ chạy. Chạy đâu cho thoát. Thượng quan Vân xách đao truy đuổi. Chia ra chạy. Đừng chạy cùng một hướng. Tộc bất tử chạy tản ra. Cả hai bên đều không ai chú ý đến, trong bóng tối có vài bóng người đang mai phục ở lùm cỏ. Lặng lẽ quan sát mọi thứ. Người dẫn đầu là Lý Trạch Vũ đang ngậm điếu thuốc trong miệng, không biết đang suy nghĩ gì. Cung Nghê Thường điềm tĩnh nói, mấy tên đệ tử thế gia này hiển nhiên là mạnh hơn người của tộc bất tử. Thực lực của đệ tử thế gia vốn không tầm thường, cộng thêm chiêu thức võ công tuyệt diệu, thì mấy con quái vật man dợ kia làm gì sánh được. Mạc Trung Đường nói ra điểm mấu chốt của cục diện. Tiêu Cửu Minh nhìn Lý Trạch Vũ như đang có điều suy nghĩ, than thở nói. Lý Thiếu, dự định để hai phe kia tự tàn sát lẫn nhau e là không thành công rồi. Thì, sau khi hút một hơi thuốc, Lý Trạch Vũ cười hi hi nói, chưa chắc đâu. Hả? Tiêu Cửu Minh là người nhìn Lý Trạch Vũ lớn lên từ nhỏ, thấy vẻ mặt của hắn lộ ra biểu cảm gian xảo là biết chắc nhất định là thằng nhãi này lại đang có mưu đồ quỷ quái gì đó rồi. Quả nhiên, Lý Trạch Vũ vỗ vai Tiêu Cửu Minh một cái, nói, ông Tiêu, phiền ông đi ra ngoài một chuyến rồi. Bảo quân đao doanh làm cho tôi một lô vũ khí rồi mang vào đây. Trên khuôn mặt Lý Trạch Vũ nở nụ cười xấu xa. Tóm lại, thực lực ai yếu thì hắn giúp người đó, chiêu ngư ông đắc lợi của hắn không thể công cốc được. Để mấy tên quái vật đó dùng vũ khí nóng để đối phó với người của võ đạo thế gia sợ rằng không thỏa đáng đâu. Mạc Trung Đường nhíu mày. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói, ba cái võ đức đôi khi đừng có quá coi trọng, hơn nữa người của hai phe chẳng bên nào tốt lành cả. Nhưng mà, Mạc Trung Đường muốn nói nhưng lại thôi, tư tưởng của hắn có chút ngoan cố,
không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Đừng có nhưng mà nữa. Lý Trạch Vũ nhìn Mạc Trung Đường, tôi vẫn còn chuyện cần ông Mạc ra mặt đó. Hả? Vẻ mặt Mạc Trung Đường hiện rõ nghi ngờ. Lý Trạch Vũ vuốt mũi nói, người của võ đạo thế gia giờ đang tập trung một chỗ, quả thật là tập hợp càng đông thì sức mạnh sẽ càng mạnh, cho nên tôi muốn phân tán bọn họ ra. Mạc Trung Đường khẽ lắc đầu nói, sợ rằng trước khi chưa giải quyết hết đám quái vật kia thì bọn họ sẽ không dễ dàng gì chịu tản ra đâu. Cho nên tôi mới phải nhờ ông Mạc giúp đỡ. Trên khuôn mặt Lý Trạch Vũ lại lộ ra một nụ cười hư hỏng, tôi chuẩn bị phát dương quang đại ngữ long thần công, để cho người ở khu vực quy khư đều luyện được môn thần công này. Cái gì? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Mạc Trung Đường, Tiêu Cửu Minh và cả Cung Nghê Thường đều bất ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.